Đen đô vàng mắt đen nhá. Đen đô vàng mắt đen thì em về nhiêu, bao nhiêu về giờ chỉ còn tương đây chậu thôi các bạn. Hàng bao đẹp luôn, chậu nhiều thân. Và lô này lô lá mít thân thủ to đẹp. Hoa bền từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, hoa màu vàng. Và đã được đi thi triển lãm hoa lan. Em gọi đây là mã V31 đen đô vàng mắt đen 7 thân 340. Cả dài cả ngắn 340.000. Tiếp theo là V38 4 thân đen đô vàng mắt đen 330.000. Hai dài hai thấp hơn một tí, thân to chưa. Tiếp theo là V36 5 thân đen đô vàng mắt đen. 5 thân này thì quá chất lượng rồi. 420k nhé, 5 thân này cao to, khỏe mạnh, thân cao dài 420k. Tiếp theo là V35 3 thân. Cũng rất là dài, 3 thân này siêu dài 320.000. Đen đô vàng mắt đen V35. Tiếp theo là V20 4 thân đen đô vàng mắt đen 310.000 đồng 4 thân. V39 đen đô vàng mắt đen 6 thân 360.000. 6 thân 360.000. V22 đen đô vàng mắt đen cũng 6 thân 370.000. 6 thân 370. V12 đen đô vàng mắt đen 4 thân 209. Đây sọ này 209 4 thân. Chiều cao từ cũng phải từ 35 đến gần 60 cm rồi đấy ạ. Gần hơn 50 cm, 55 cm. Và cuối cùng cái giò này là V34 đen đô vàng mắt đen 5 thân 400. 5 thân, có thân thì dài cao hơn móc. Chỗ này thân rất là thân to, khỏe. Nó thắt ngọn thì thường là thân nó hơi teo đi một tí các bạn. Đó. Nó không ảnh hưởng gì nhá, vẫn ra hoa như bình thường. Về rất là nhiều, này còn từng đây chậu thôi. Các bác nhanh tay nhá.